Chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đang xem video của Dương. Thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục lên đường thăm cái luồng bẫy này là 30 cái nha các bạn. Thì tình hình bẫy rắn lúc này á, là chuột bẫy rắn hơi căng rồi nha. Thì chuột bẫy rắn là theo Dương biết được là đây sắp tới có thể là lên giá và có thể là bị tắt chuột giữa chừng đó. Và cũng đồng thời đây sắp tới bây giờ là tháng 9 rồi các bạn, tao mùng mấy tháng 9 gì rồi đó, là từ tháng 9 này nha, kéo dài cho đến giữa tháng 11. Thì anh em nào có xuống bãi gắn thì nên xuống nha, thì xuống quýnh mấy tháng này thôi, thì sắp tới là nó bãi gắn có thể là kiếm sống được đó nha. Còn cái chỗ nào mà anh em mà bãi không dính á, là cái chỗ đó có khả năng là nó đã thật sự hết gắn và anh em đặt chưa đúng điểm nha. Thì bắt đầu tháng 11 thì Dương sẽ cập nhật thêm cái cách bẫy từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm tới á, nó lại bẫy khác nha các bạn. Rồi, bắt đầu tiến hành đi thăm mấy chục cái bẫy ngày hôm nay nha. Đây. Dương này, Dương ở gần lò chuột. Chuột này á, là Dương mua một tuần trước rồi Dương gọng lại mới có chuột đi thăm nha các bạn. Chuột bây giờ là phải mua gọng lâu bạn ơi. Rồi, tình hình mình thấy toàn là ốc bươu ốc hương chui vô bẫy là hiểu rồi. Cái bẫy này Dương sẽ rút ra làm bẫy xi cua luôn đó. Hồi sáng đi quên. Nó tình hình diện chuột mất tích cho trời. Rồi. Thôi để Dương đặt cái lọp này lại bạn ơi. Thử sao hỏi rút kiếm cái lọp khác rút nha. Chuột mất tiêu. Cái bẫy này chỗ nào là Dương giờ chưa hết nhớ, Dương ngáo luôn. Ở đây dinh hình dinh hình nhỏ rồi bạn, hình hai bạn cỡ con chuột luôn mới ghê chứ. Tất kẹt đầu, kẹt đầu thiệt. Rồi, những cái ca này thì xử lý mình gỡ nó ra rất là lâu các bạn. Cho nên cũng cho Dương qua cái khúc mình gỡ gắn này ra nha. Và qua cái bẫy kế tiếp thì Dương sẽ quay chia sẻ anh em xem tiếp. Cái luồng bẫy của Dương ngày hôm nay thì cái luồng bẫy này nó lâu dữ lắm lâu rồi các bạn. Luồng bẫy này thăm mình như cỡ thứ 10 cái gì. Chuột có đai màn hình chu gì vậy trời. Có khi ai bắt cắn không ta. Cái bẫy mà cái bịch lúa lạ bạn. Ủa cái này ai chơi cái gì rồi. Bịch lúa ngay miệng hôm luôn trời. Thua mà. Dính gắn gì các bạn ơi. Thấy hình như giống con ngựa lắm. Trời ơi, trời con ngựa mà nó vô kìa. Kẹt đầu đủ kiểu hết chưa. Kẹt đầu trong đó mới đủ kiểu hết trơn các bạn. Đọc. Bó tay luôn. Thờ dính con sao nắng nằm dài thằng lòn như vậy trời.
Trời, còn con chuột luôn. Bó tay. Ây da, đã dùng bắt nó rất là gà luôn. Cắn nút này làm như nó ăn chay hay sao bạn ơi. Con này dám có ba lạng mà ăn chuột nổi luôn. Chứ lại chuột đợt này cũng bự lắm rồi. Ba lạng. Đây rồi. Có ba lạng. Hên lắm, giỏi đúng ba lạng, còn không hai lạng mấy. Bự lắm nha bạn. Rồi. Á chó thầy à trời. Trong đây cũng có chó nữa mà. Có ta chứ. Bây giờ sửa cái lọng này lại và đặt lại nha các bạn. Chùa rồi. Ngựa. Còn hũ ngựa này, hũ ngựa cái nó mới đẻ ra rồi. Ốm. Yeah, chuột còn sống luôn mà. Nó cái thế này dữ lắm, ngon luôn. Nó dính. Chuột ra đi. Tiếp tục không dính vào. Nó lại có đẩy ra luôn trời. Vô tài. Ở dinh hành nhỏ mà. Bó tay. Ruồng bẫy này hết gắn thật sự. Cái tầm mà một hồi chiến nữa Dương kiếm điểm nên Dương dời bạn.
lạng gì? Con này đâu coi, con thứ tư rồi mà. Ban hành con ngựa bệnh nè. Ôi dính rồi mà. Phải ai còn không ngựa. Quắn vô chung quay bạn ơi. Thì bị dữ. Ngựa 5-6 lạng gì. 6 lạng. Chà, không dữ lắm. Sáu lạng bà ơi. Dính thành con bắt gà luôn. Lặn máy nữa bạn, hành đen. Dính bạn ơi, cái lòng này Dương nó không dính thì mình lấy bịch lúa vô cho nó lẹ, cứ mau cái lọt này ra đặt tại khó, chưa biết con gắn gì, không hành thì được chứ không ngựa cũng không to rồi bạn. Trời ơi con ngựa chạy được bắt. Vừa ổn nha, tập trước là Dương thăm cái bãi này là cái bãi cuối nữa. Cảo luôn mà. Ngựa này đặt được nửa ký. Thì Dương còn bên kia cái nó hết bảy luôn.
xước răng. Cái bẫy trên đây là cái bẫy cuối cùng nha các bạn. Rồi xong. Thiệt tình. Hôm nay gặp gì đâu không? Bị người ta đạp hư cái bẫy luôn mà. Nhưng mà cái bẫy này còn sửa lại được. Rồi sẵn đây Dương tẩm thành quả luôn. Thì ngày hôm nay Dương thâm thức quá. Tại vì cái luồng vẫy này nó quá lâu rồi. Cái luồng vẫy này Dương nó dính tầm khoảng 5-60 con rồi đó. Phải 5-60 kg rồi. 5-60 kg gắn nè. Bữa nay tầm 2-3 kg rồi. Dính nhiều quá hết gắn rồi. Rồi cho Dương xin kết thúc clip và gửi lời cảm ơn anh em đã xem hết clip của Dương nha. Bye bye.